Thời gian qua, huyện Đắk Lây quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng thông tin, mạng lưới bưu chính viễn thông nhằm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện chuyển đổi số toàn diện. Đến nay, 100% cơ quan địa phương trên địa bàn huyện được đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin, lắp đặt hệ thống mạng lan, kết nối Internet tốc độ cao, 100% cán bộ công chức có máy tính kết nối Internet phục vụ công tác chuyên môn, 100% cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện, đến xã triển khai phần mềm Cổng Dịch vụ Công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Qua đó, hạ tầng thông tin của huyện hiện nay cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước, lãnh đạo chỉ đạo điều hành an toàn thông suốt, đảm bảo an ninh mạng và bảo mật thông tin. Các cấp ngành trên địa bàn huyện triển khai tích cực chương trình chuyển đổi số tỉnh Con Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tuy nhiên điều kiện địa hình của huyện đắc lây chủ yếu đồi núi khu dân cư cách xa nhau nên việc đầu tư hạ tầng viễn thông tại các thôn làng còn gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng lớn đến mục tiêu chuyển đổi số toàn diện huyện đang tiếp tục huy động mọi nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia và vận động xã hội hóa để đầu tư hoàn thiện hạ tầng thông tin nâng cao đời sống cho bà con